Xin chào các bạn, trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết giúp cho Hoa trở nên xinh đẹp và tự tin cũng như là luôn năng lượng các bạn nhé. Trước đây thì những cái bạn nào mà đã từng gặp Hoa ấy, thì các bạn đều được biết rằng là Hoa là có một cái làn da sạm, nám, tàn nhang, da không đều màu cũng như là lỗ chân lông to. Và bản thân Hoa thì khi mà cười thì mọi người biết là rất là nhăn nheo đúng không nào? Đấy, tuy nhiên thì ngày hôm nay thì xuất hiện trong cái video này thì mọi người thấy là thứ nhất là cái làn da của mình rất là cong, mịn, và khi mà mình cười đi chăng nữa thì nhìn rất là đẹp đúng không nào? Đấy thì nó cũng sẽ có bí quyết, và trong ngày hôm nay thì Hoa cũng chia sẻ cho các bạn là cái hiện nay thì bản thân Hoa đang sử dụng cái sản phẩm Glutathione 600. Và cái sản phẩm này thì bản thân Hoa là Hoa uống hàng ngày. Mỗi một ngày thì Hoa uống là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên các bạn nhá. Và thông thường ấy thì sau khi mà Hoa uống ấy thì cái làn da của Hoa thì trắng sáng đều màu, và thậm chí là trước đây thì có một cái giai đoạn là Hoa thậm chí Hoa bị như kiểu rụng tóc ấy. Đấy, rụng tóc bởi vì khi mà mình sau sinh thì các bạn biết là thay đổi nội tiết đúng không nào? Đấy, thay đổi nội tiết và chính vì vậy nhìn tóc mỏng, và khi tóc mỏng thì nhìn nó không được đẹp. Đấy. Tuy nhiên thì là bây giờ thì thứ nhất là tóc của mình rất là dày đúng không nào? Đấy, cái thứ hai nữa cái làn da của mình nhá, mọi người thấy nhá, rất là mịn màng luôn. Đấy. Rất là mịn màng, và gần như là mọi người nhìn mình, thực tế là mọi người nhìn sẽ cảm thấy rất là thích. Đấy. Và có một cái thời gian thì bản thân Hoa thì thực sự là Hoa rất là hay mệt mỏi, hay rất là hay mệt mỏi, mà thậm chí là cái cơ thể của mình ấy, bụng nó hay bị trướng ấy. Đấy, bụng nó hay bị trướng bụng, hay bị đầy hơi, rất là ăn khó hấp thụ, rất là khó tiêu. Mà khi mà cơ thể như vậy thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi luôn, mình rất là mệt mỏi, mình không tập trung nổi công việc. Tuy nhiên thì sau khi mà mình uống cái thảy độc ruột phát thảo diệp ấy thì cái cơ thể của mình thấy là luôn luôn ở trong trạng thái căng tràn sức sống, và mình thấy là mình ăn ngon hơn, mình ngủ ngon hơn, và da dẻ của mình ấy nó mịn màng hơn. Đấy, thực sự là đây là gần như là cái vị cứu tinh của mình nhá, gần như là cái vị cứu tinh của mình, giúp cho cái đời sống, giúp cho cái công việc của mình, rồi đời sống vợ chồng của mình thực sự là rất là hạnh phúc. Bởi vì một người phụ nữ thấy được rằng là mình tự tin, mình xinh đẹp thì đương nhiên là cái công việc của mình nó cũng trở nên ngon lành đúng không nào? Đấy. Thì đây là hai cái gọi là cái bảo bối của Hoa, viên uống Glutathione 600 và thải độc ruột, phan tả diệp, sena detox các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà muốn sở hữu cái làn da đẹp cũng như là muốn cái cơ thể luôn tràn đầy năng lượng thì mọi người cũng hoàn toàn là có thể là inbox cho Hoa, thì Hoa cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì Hoa cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách uống này. Đấy, bình thường thì là chúng ta sẽ uống một ngày 2 viên đúng không? Uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Đấy, ví dụ như chúng ta uống vào buổi sáng đây, ví dụ như Hoa đây viên uống Glutathione thì như này các bạn nhé. Đấy thì chúng ta viên uống này thì rất là đơn giản thôi và rất là dễ uống, chúng ta chỉ việc cho vào mồm đấy, sau đó chúng ta uống nước thôi. Đấy, khi mà chúng ta uống thảo độc ruột phan tả diệp thì nó sẽ giúp cho cái việc hấp thu các cái dưỡng chất từ cái viên uống một cách hiệu quả, một cách tốt nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và thành công và hạnh phúc. Những ai mà gặp các cái vấn đề về sạm, nám, tàn nhang hay là da không đều màu, lỗ chân lông to thì các bạn cũng hoàn toàn có thể là inbox cho Hoa, hoặc có thể là gọi điện cho Hoa qua Zalo 0909 537 868 thì Hoa sẽ chia sẻ và hỗ trợ cho các bạn miễn phí các bạn nhé. Xin chào.